Rồi hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lên cho người lại là một con xe quay 125i màu xanh. Con này đời 2011. Xe này là xe Thái. Xe Thái được cái ưu điểm của nó là cái đầu bò nó sẽ đẹp hơn con xe Nhật ha. Nhưng mà chất lượng thì tùy theo thôi. Cái xe mà nó đi ít là cái xe đó nó ngon. Còn mà nếu mà đúng với chất xe á, đúng km á thì xe Nhật nó ok hơn chút xíu. Nhưng mà xe Thái mọi người biết rồi, đã từng sử dụng biết là quay Thái, rim Thái là nó cũng 9-10 điểm rồi. Nói chung so về cái hiệu năng, độ bền, những tiết kiệm xăng, dòng tua máy này kia, xe Thái nó vẫn ở một cái tầm nào đó. Rồi đây là con 2011 màu xanh, con này về cuối đời, chó cực kỳ trong luôn. Chó nhìn theo xe nha. Bây giờ em sẽ đi từ trên xuống dưới trước ra sao cho mọi người xem nha. Đây là con quay 125i 2011. Đó. Con này đi mười mấy ngàn cây, 11 ngàn cây ha. Đụng kiết chữ nghĩa nút bấm này kia còn ok hết nha. Đó. Áo sống này có chạy một hai chỗ này không đáng kể nha mọi người. Hai mươi một rồi, lốc zin, máy zin, áo zin nha. Cầm ốc rất là đẹp nha mọi người. Đó, đầu bò zin, cái này nó chưa có đen, cái này là cái xe đi ít là đúng cái km luôn nha mọi người. Km cái phần này thì em bao cho mười mấy ngàn cây, máy chạy rất là dữ nha. Có vệ sinh một hai chỗ, ví dụ đi, này là cái cao su nè. Đó, cao su đem về á, xe này xe Thái nó bị nứt xấu á, không đáng kể đâu mọi người. Chứ cái bao tay này, bao tay nó bị dơ thôi, thay cái mới luôn. Anh em mà về mà hỏi sao mà zin 100% mà mấy cái đó nó thay chi của người ta thì thôi. Em báo là em thay đồ hãng, em thay đồ zin vô, chứ em không có thay đồ lô mà nó không giống zin. Nó vẫn là đồ zin luôn, nó nếu như mà mở phía trong ra thì cái này với lại cái zin nó không khác gì nhau hết, nó chỉ khác cái năm sản xuất thôi. Đó. Ví dụ như cái mã của này là KBH thì nó vẫn là KBH. Nó khác cái năm sản xuất thôi, năm trước năm sau thôi. Rồi. Áo zin nè, con này là chưa có đánh bóng kỹ nha mọi người. Cái này mà đánh bóng một cái là đánh bóng cực kỳ luôn, nhưng mà mọi người nhìn xem nha, nếu như mà nhìn xa thì nó cũng bóng tuyệt vời lắm nha. Con này chưa đánh bóng kỹ đâu, đánh bóng kỹ là nó đẹp dữ lắm luôn. Xe này cái mỏ dè nó có dày nhăm nhăm chút xíu nè, nhưng mà nó là nguyên bản của cái xe ha. Cái xe quay tất cả quay Thái 125 nha. Quay Thái 125. Thì cái nó sẽ không có công dây công tơ mét, trừ cái đời từ 2012 cho tới 2020 là 10 năm đó thôi, nó sẽ xài công tơ mét. Quay đời 2023 thì nó sẽ xài lại là mắc độc. Đó. Em nói đúng nhận sai cãi giúp em. Phục zin. Rồi, đùm zin rất là đẹp nha. Đĩa của nó là đĩa màu vàng mà kiểu như vàng chì nha. Còn mà vàng tươi quá thì không đúng luôn nha. Đĩa này đĩa xe luôn nha mọi người. Nó không có cái độ mòn, nó không đáng kể, nó rất là ít nha. Đó, lốc zin, heo dầu zin, ốc tán đẹp theo xe. Đây, con heo dầu nó ghi ngay chỗ này nè mọi người, 1B số 11, đây là năm 2011. Giờ mọi người sẽ xem nhìn trên cái dây dầu nữa. Cái dây dầu nó sáng không? Tháng 3 năm 2011, đúng luôn nha. Đó, về zin. Đầu bò thì rất là đẹp. Đầu bò đẹp, ốc tán đẹp, nó chì theo năm tháng nha. Quy cái xe. Đây, lốc zin. Càng thắng càng số gì zin theo xe, nó không có bị mòn gai này kia nè. Chấm phết còn đầy đủ nha. Xe này mà rửa với vậy là vệ sinh lại thì nó rất là đẹp nha mọi người. Sườn thì không mục lũng nha. Nãy mấy bữa nay em chạy về trời mưa nó có dính đập cát lên đây thôi. Nhưng mà mọi người xem nha, nếu mà mình vệ sinh kỹ á, là cái nước sơn này nó cũng không chạy nữa. Đừng nói là nó thấy nó xét nha, thấy không? Rồi, kế tiếp là cái bô. Đó, bô zin không mục lũng nha. Đó. Đùng zin
má đùng gì đó. Cái này nước sơ rất là đẹp, con này nói chung là nước sơ rất là đẹp, ống tán phết mực còn đầy đủ cho mọi người. Cái phục này là chưa có rửa nên mọi người thấy không, ở trong này nó có đất đất nè mọi người, mà rửa kỹ ra thì bên trong nó rồng lành lắm, nó không có bị nhăm với bị xét như dùng con xe đi mà người ta không kỹ là nó bị xét. Mọi người nhìn xem nè, thấy không, nó có cái quện quện của đất rửa không được sạch. Tính của em mà kỹ nó phải sạch từ trong ra ngoài vậy nè. Mọi người xem cái lò xo nè, không có một miếng nhăm, không có miếng xét luôn. Thường nó sẽ xét cái lòng trong này, nó xét ra nha, xét ở phía trong này nè nó xét ra, này là không có xét luôn. Kiểu quay 125i này, cái chữ Y này á nó còn đỏ đẹp, là tem theo xe luôn mọi người, không phải tem dán lại nha. Chữ Y 125 này cái đường nó còn đỏ đẹp, nó không có bị bay màu. Nếu bay màu á cái tem nó mờ, áo nó mờ, nhìn nó yếu. Đấy là cái yên thùng xăng này kia, zin 100% nha mọi người, bát khóa xăng này kia rồi đó, thùng xăng không có bị mục lủng gì luôn, không có bị xét. Hộp chứa đồ nó sẽ có cái chữ Thái với lại với chữ 5kg ở đây, chữ Thái nha. Có nhiều anh em nói đúng chữ Thái, nói cái gì quên rồi, em đang có ý nghĩa trong đầu em muốn nói mà giờ muốn quên nữa. Rồi để zin mút zin nha, rất là đẹp. Form zin này ngồi sướng lắm mọi người, sướng lắm. Cái gai góc nó còn cao, ngồi sướng. Ba ga zin tem electric. Mọi người hiểu cái này electric starter có nghĩa là khởi động điện. Khởi động điện. Con này nó có hai đời, 2010 và 2011 là tem này. Tất cả những con quay y là đều có cái mẫu này. Trừ cái con 2004 á, con limited thì nó không có cái mẫu, nhưng mà nó sẽ có cái mẫu của cô đồ chơi dính kèm. Còn những con này ví dụ như 2005 tới 2010, 2011 có mẫu ha. 2012 cho tới 2022, 2023 nó có mẫu, có cái mẫu đen này nè. Gọi là kính chắn gió. Đúng rồi, kính chắn gió. Còn quay S thì nó không có, quay 125S thì nó không có, quay 204, 203 mà kiểu quay S thì nó không có, xăng cơ thì nó không có. Còn quay Y nó sẽ có cái chắn này. Nhưng mà quay S mà anh em mà để cái này vô nhìn nó cứng lắm, nó lực lưỡng lắm. Thì ví dụ cái kia thì nó bằng xuống, nó không có cái G này lên ha. Cái đầu nó bằng ngang vậy luôn nè, nó không có dư cái phần này ra. Nhìn nó không có cao lên á, mà nhìn nó cao lên thì nhìn nó đẹp hơn, xứng cái xe. Chóa zin nè. Cái này anh em nhanh gọn thôi, khỏi nhanh gọn đâu, cứ anh em chốt xong em tặng luôn cái rổ vô cho nó hài hòa. Kính zin theo xe. Đó, nãy giờ tới đâu rồi? Bột sên. Hộp sên này là hộp sên zin không có bắn dặm nha mọi người. Đây là mấy cái con trùng chỉ nó mới bò lên nè, sau mưa nha. Mưa giờ tới có con trùng chỉ bò lên được rồi nè. Vậy nè, nếu có cái dấu này á anh em mới nói là zin. Còn nếu mà nhìn xa vậy có khi anh em nói là bắn lại, dặm lại. Nhưng mà cái thật sự là con này nước sơn nó rất là đẹp. Đùng kiết cây kêu các kiểu rồi rất là đẹp nè. IBW nè. Đó là cái xe mà xe đĩa là nó sẽ W nha. Còn xe đùng nó là S, nó vẫn là Siam Rossi luôn, nhưng mà nó một cái là S, một cái là W. Rồi máy tới máy đi. Xe này nó hơi bị hụt xăng chút xíu rồi. 2005 là nó sẽ bắt đầu có cái đời này, có cái đời mà vuông vuông á, người ta gọi là cái mẫu Fujinel ha, vuông vuông vậy nè. Chó đẹp cũng đẹp và không đứt bể ha. Cái form này đi nó huyền thoại lắm mọi người, đi nó không bao giờ lỗi thời luôn, nó thật sự. Bây giờ những con xe này là nếu mà nó đẹp vậy á là cái giá trị nó tầm, em nói thì rẻ nhất thì nó cũng phải tầm 140, 150 cho tới hơn. Tại vì con này là đời cuối rồi, đời cuối nó có giá trị hơn. Bô đen đầu lòng không có ống hơi,
Còn cái Bosi mà đầu lộn cũng hơi thì cái loại đó thì Việt Nam hình như không có nhập, chỉ nhập từ đầu 2010 trở lên thôi. Anh em chơi chuyên sâu thì thường ta chơi 208 là nhiều. Nhưng mà cái con này thì anh em chơi thì ví dụ như vô neo này kia thì ít bị để ý hơn. Với lại một phần là tùy theo thôi, thích đời cao thì chơi đời cao, thích đời thấp chơi đời thấp thôi. Nhưng mà cái máy chất lượng nó cũng vẫn 9-10 như nhau. Máy này đang nổ nè. Nhưng mà cái máy của Quang 125 này mọi người thì biết rồi, chất lượng nữa. Mọi người mà đã đi được con full channel mà dạng full channel xịn á, ít cây số á, thì cái con này nó phải tự bằng tới hơn. Nói khiêm tốn vậy đi cho nó dễ hiểu. Chứ mà thật sự là nó hơn, nó hẳn ra là nó hơn. Mọi người biết hơn cái gì không? Cái thứ nhất là xe Thái rồi. Thứ hai là đồng hồ. Cô ý gì? IC này kia dùng tua nó mở sẵn hết rồi, mọi người dặn ga nó rất là ngọt nè. Nó không có bị chậm ga ha, FI là nó không bị chậm ga, mọi người dặn là có. Với lại một phần nữa là cái xe FI á, khi mà mọi người để lâu á, mọi người lên đề một hai cái là nó nổ rồi. Còn cái xe xăng cơ có thể là nó bị dơ xăng, hay là bị xăng, cái xăng nó bị lâu ngày nó bị đục, nó bị cặn, nó khó sử dụng ha. Còn FI thì nó dễ sử dụng hơn. Nhưng mà nói chung là nó sẽ có nhược điểm và khuyết điểm xăng cơ với FI ha. FI á, là khi mà mình đụng tới sửa chữa này kia á, thì thợ với lại đồ đạc của nó sẽ đắt đỏ hơn so với xăng cơ. Nhưng mà xăng cơ á, em đang nói FI xong đi, đắt đỏ hơn nhưng mà nó dễ sử dụng. Và một phần nữa mọi người nói là nó tiết kiệm hơn. Còn nếu mà xăng cơ á, xăng cơ là khi mọi người đậu một thời gian lâu nó dơ bình xăng á, mọi người phải rửa bình xăng, xúc bình xăng hoặc là xả xăng đi rồi mọi người nổ máy nó mới dễ ha. Với lại canh chỉnh bình xăng này kia là thường xuyên luôn, chắc là phải là thường xuyên, tại vì nó sẽ mòn cái bông tu, mòn cái kim, hay là canh chỉnh cho nó đều. Nhưng mà bình xăng á, là mọi người có thể lên được bình xăng lớn hoặc là giảm lại cái lượng xăng. Rồi nó sẽ cái máy á, nhiều anh em nói là xăng cơ đi nó sẽ mạnh hơn FI. Đó, mỗi người một quan điểm thôi. Nhưng mà anh em chơi nhiều thì người ta sẽ góp ý mọi người một chút vậy đó, để phù hợp với từng cái độ khó tính của anh em. Rồi bây giờ em test một vòng, em đi cà phê luôn. Này đi nó rất là ngọt nha mọi người. Nói về đi trong thành phố là nó dư máy dữ lắm luôn. Mọi người đi Ganti là 6-70 chuyện bình thường. Cái này là 3-40 là quá nhẹ luôn, tại vì cái đường trong thành phố nó đâu có sử dụng hết đâu. Ở bên đây đa số là người ta sẽ đi mấy con vịt này nè, kêu là xe cóc á, xe nhỏ xíu à, đủ cái nhu cầu để mà di chuyển thôi. Và thứ hai là mọi người xem nha, đổ xe hay là nhét xe này kia nó nhỏ gọn, nó không chiếm quá nhiều diện tích, lạng lách này kia nó cũng ok nữa, kẹt xe đâu cũng ít có sợ lắm. Rồi em là Đức Vlog, chuyên về cái dòng xe cam, xe cổ, xe nội địa Nhật cho mọi người. Mọi người có quan tâm cái dòng nào có thể nhắn em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc. Giấy tờ thì anh em mình tự lo ha. Đó, xe đi rất là phơi, máy chạy rất là dữ. Mọi người đem về chỉ cần sử dụng thôi, không cần làm bất cứ thứ gì hết nha. Đây là cái trang của em để tránh tình trạng giả mạo nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày thứ hai tràn đầy năng lượng, sức khỏe, công việc hiệu quả nha. Cảm ơn mọi người.